xem 12 loại chúng sinh, cùng khắp cả pháp giới hư không đều từ trong thân mình sinh ra. Các ông có biết chúng sinh từ đâu mà có không? Hành giả hỏi rồi tự trả lời. Hoàn toàn từ thân tôi mà ra, tôi sinh ra tất cả các loài chúng sinh ấy. Giống như trước đây có một hành giả đã nói, các loài chúng sinh đều là con đẻ của ta cả. Ngay cả chư Phật, chư Bồ Tát, các vị A-La-Hán, ta đều sinh ra những vị ấy, ta có thể sinh ra các vị Bồ Tát và A La Hán, hãy xem kỹ cái thói ngã chấp điên đảo của người này, quyết định cho kiến giải này là đúng, nếu hành giả quyết định cho kiến giải này là đúng, anh ta cho kiến giải ấy là thù thắng, nhưng thực ra chẳng phải như vậy. Kiến giải này hoàn toàn căn cứ vào tà kiến nên không thể gọi là thù thắng được. Nếu nó thực sự thù thắng, nó sẽ phù hợp với Phật Pháp. Thế nên khi quý vị công phu và đọc kinh Phật, cốt yếu là phải hiểu thật rõ ràng ý kinh. Thì người ấy rơi vào cái chấp năng phi năng thành bè đảng với ma hê thủ la rơi vào chấp trước sai lầm cho rằng mình đạt được một năng lực mà không thực có anh ta nói rằng có thể sinh ra tất cả mười hai loài chúng sinh nhưng thực ra anh ta hoàn toàn không có khả năng như thế đó chỉ là sự ước đoán do anh ta tạo ra từ vọng thức của chính mình anh ta thực sự không có khả năng ấy nhưng anh ta trở nên chấp trước vào ý tưởng rằng mình có năng lực ấy quý vị ở đây ai có loại vọng chấp này không thành bè đảng với mahe thủ la mahe thủ la là vua cõi trời đại tự tại là cõi trời cao nhất thuộc sắc giới mahe thủ la còn gọi là đại tự tại vị ấy sinh ra đã có ba con mắt vị này có tám cánh tay bốn bên phải và bốn bên trái những cánh tay phía trước rất thuận lợi để cầm nắm đồ vật những cánh tay đằng sau để cầm những vật lấy cáp được vì một tay chưa đủ hai tay vẫn không đủ để lấy và cất giữ vật dụng lấy được nên ông ta có đến tám tay ông ta có thể cầm nắm rất nhiều thứ nếu ông đi ra vào công ty bách hóa tôi chắc là nhân viên bảo vệ canh chừng người ăn cắp hàng hóa sẽ rất khó khăn khi canh chừng vị này vì ông ta có quá nhiều tay Vị này thường cưỡi trên châu trắng, tay cầm phất trần màu trắng, ông ta dạo chơi khắp nơi rất tự tại. Ông ta nói: "Hãy nhìn xem ta hoàn toàn tự do, các ông chẳng được như ta, ta đã có được tự tại tuyệt đối." Đó là lý do tại sao gọi vị này là đại tự tại, thường hiện ra vô biên thân. Đại tự tại Thiên Vương thường hiện ra vô số thân vị vua trời này chấp rằng ông ta có thể hiện ra vô số thân nên ông ta tuyên bố rằng tất cả các loài chúng sinh đều sinh khởi từ ông ta nay hành giả cũng đang tu tập pháp môn này anh ta cũng có chấp trước như thế anh ta cho rằng tất cả mọi loài chúng sinh đều sinh ra từ anh ta quý vị hãy nghĩ xem làm sao người khi chưa thành phật mà có khả năng xuất sinh các loại hữu tình đây là một loại vọng chấp anh ta nghĩ là mình có khả năng ấy, trong khi không thực có. Anh ta đã kết quyến thuộc với Đại Tự Tại Thiên Vương và rơi vào cõi trời Đại Tự Tại. Do mê muội tánh bồ đề của chư Phật nên bỏ mất tránh tri kiến, mê muội tánh bồ đề của chư Phật hành giả đánh mất tránh tri kiến. Hành giả không nhận ra được sự giác ngộ chân chính, cũng không có trí tuệ chân chính, thế nên anh ta đọa lạc vào thiên ma ngoại đạo.